Dạ em chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em lên clip đồ nghề nha các anh chị. Cái hình thức thanh toán bên em thì các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code các anh chị vui làm gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em vô mã số 1 luôn nha. Mã số 1 là em có một cái cây cưa cho khúc dây điện. Cái cưa này nha các anh chị, cái cưa này cái cán của nó nhựa này, cán của nó hay lắm nha. Hình thức của nó này, lưỡi thì cũng còn khá bén luôn nha các chị. Cái lưỡi của nó màu hơi đen đen như vậy thôi chứ còn bén dữ lắm nha. Chiều dài lưỡi là 10 cm, còn cái chiều dài nguyên cây là 43. Hình thức của nó đây, cũng có cái mọc chữ. Cắn tay cầm là ngon lành hết. Cắn bằng nhựa nha các chị. Rồi mã số 1, 150.000. Rồi mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 thì em có cái lưỡi cưa này. Lưỡi cưa này là Suki Gomboy. Chiều dài của nó là 240 nha các anh chị. Thì hình thức của nó này, cái lưỡi thì còn khá bén nha các anh chị, nhưng mà hàng của nó đi về thì nó làm hơi ẩm á. Hơi ẩm thì nó đen và nó cũng có những cái vết trầy trầy nha các anh chị. Cái răng của nó thì bén lắm nhưng mà có trầy trầy. Đây. Rồi cây này là mã số 2 nha các chị, 80.000. Chiều dài lưỡi của nó là 240. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 thì em có cái cây mở phe này của Super nha các chị. Của Super này. Cây này thì còn đẹp lắm luôn nha. Cây này đẹp lắm. Này, bóp phe. Răng rồi còn mới tinh luôn, không có bị trài xước gì hết. Cây này Super, chiều dài của nó là chiều dài của nó là 26 nha các chị. Chiều dài 26. Chiều Super rồi mã số 3 250. Tiếp theo là mã số 4. Cái kìm này nha các chị. Cái kìm này là của Maxwell này. Đó. Maxwell nó có bấm cốt và một lỗ tuốt nha các chị. Cái kìm này kìm đa năng. Có một cái là trong cái này này. Chỗ này là chỉ mớp thôi. Nó không có rách nha các chị. Còn cái này nó bị cắn này. Đó. Em quay kỹ cho các chị mình xem. Thì cây này chiều dài của nó là 18 nha các anh chị, 18. Mắt queo, răng ngàm được còn đẹp. Nói chung là nó chỉ bị rách nhẹ chỗ này thôi. Còn ngoài ra là cái đầu của nó còn khá đẹp. Đó, nước ram được còn ngon lành luôn. Lưỡi cắt nó cũng còn đẹp. Em cắt thử cho các anh chị mình xem luôn. Đó, cắt ngọt ngay ha. Rồi cây này mã số 4, 170. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cái cây kìm này. Cây này thì của Furia, chiều dài của nó là 18 nha các chị. Chỗ này cắn chút xíu nè. Còn cái đầu này nó cũng bị rách như vậy nha các chị, nó bị trầy mớp. Cây này chiều dài 18 nhưng cái đầu của nó còn khá đẹp ha. Đầu nước ram rồi còn đẹp lắm. Răng cũng còn đẹp luôn. Cắt ngọt. Rồi mã số 5 nha các chị, 120.000. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cái cây này của Furia nha các chị, logo nội địa Nhật. Đó, cây này còn đẹp ha. Cây này cán đồ đẹp nha các chị, đầu đồ đẹp, không có bị rách gì hết á. Cây này răng ngàm đồ đẹp, cây này chiều dài của nó là 19 nha các chị, cây này chiều dài của 19 còn đẹp, em cắt thử cho các chị mình xem. Cắt ngọt ha. Răng ngàm được còn ngon lành. Rồi mã số 6 nha các chị, 170.000. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cái cây kìm này của Threebit nha các chị. Threebit, logo nội địa Nhật. Cây này thì hình thức của nó này, răng ngàm còn đẹp nha các chị. Răng ngàm còn ngon lành luôn. Cây này chiều dài của nó 16, cán tay cầm đồ đẹp, cái đầu còn mới tinh à. Đó, để cắn này, đó, cắt ngọt nha các chị. Rồi cây này chiều dài 16, rồi mã số 7, 100 nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cây này của Threebit luôn. Cây này thì chiều dài của nó là 21, cái cán của nó hơi trầy trầy nhưng không có rách nha các anh chị. Đó, cây này đầu cũng còn đẹp, Threebit là Barbie ha. Răng được còn đẹp hết nè, lưỡi cắt khít không hở. Cây này em cắt thử cho các anh chị mình xem, cắt ngọt ha. Cắt ngọt ngay ha.
8 tay cầm rồi còn đẹp. Rồi mã số 8 nha các anh chị, 170.000. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cái cây kìm cắt này của Mary nha các anh chị. Mary chiều dài của nó là 16. Cắn có cắn nha, nhưng mà không có rách nha các anh chị. Lưỡi cắt của nó như vậy. Đó. Lưỡi cắt cũng còn ngon lành, em cắt thử cho các anh chị mình xem nè, cắt ngọt. Cây này chiều dài 16 rồi, mã số 9 100. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cái cây kìm này, kìm bấm cốt này của Maxwell nha các anh chị, Maxwell. Logo nội Nhật. Cây này thì răng của nó 1.25, 25.5 và 8. Cây này có răng nha các anh chị. Đó, có răng này. Cắn tay cầm được còn ok nha, nhưng hai cây này thì hai cái đầu này nó rách nha các anh chị. Hoạt động ok hết nha. Cây này chiều dài của nó là 26 nha các anh chị. Rồi mã số 10 230.000. Tiếp theo là mã 11. Mã 11 là một cái căn này nha các anh chị. Cái căn này mình căn được 7 kg. Căn được 7 kg nha các anh chị. Thì cái căn này khi các anh chị mình muốn chỉnh á, mình chỉnh cái đầu đây ha. Đây mình chỉnh cái đầu đây nè, à, cho nó đúng với cái đường cái căn này. À, mình chỉnh cái này, chỉnh nút này. Đó, hình thức của nó nè, mình căn được 7 kg nha các chị. Mình căn 7 kg. Rồi cái căn này cũng còn ok nha các anh chị. Nó cũng có trời trài, cái căn này có mớp mớp nhẹ nhẹ nhưng mà cũng còn hoạt động tốt. Rồi mã 11 130.000. Tiếp theo là mã 12. Mã 12 là cái đuôi chuột này nha các anh chị. Đuôi chuột này là số 10 và 12 của tớp. 10 và 12 hoạt động ok hết nha. Hoạt động đồ ngon lành nha các anh chị. Cái này đầu rồi còn mới tinh à. Nó hàng bãi thì nó về nó dính sơn nhà này của tớp. 10 và 12. Chiều dài của nó là 23 nha các anh chị. Mã 12 150. Tiếp theo là mã 13. Mã 13 là một cái kìm, cái đồ bấm kẹp hàng á. Cái này còn ok nha các anh chị. Đây nó có ghi thông số trên đại đại chút xíu. Cái tay đồ kẹp đồ trong này ốc đồ đầy đủ hết nha các anh chị. Đó, không có bị gì hết. Đó, cắn tay cầm được còn ok. Cái này em đo như vậy nha các chị, chiều dài của nó là 20. Cái kẹp hàng mã số 13 250. Tiếp theo là mã 14 là cái cảo hàng, cái cảo kẹp nha các chị, kẹp hàng hết. Có cái này. Cảo này cũng cảo đồng nha các anh chị. Cảo đồng hình thức của nó đây. Hình thức của nó thì cái đầu này nè, nó hơi trài nha các chị, nó hơi bị mớp mé chút nha. Nhưng mà cái nhà hoạt động thì ok này đó, nó hơi bị le le như vậy nha các anh chị. Thì cái cảo này cảo đồng để EB300 4.8 kẹp mắt. Cái này hình thức của nó là cái ngầm rộng là 4 sen nha các chị. Thất ngầm rộng là 4 sen, còn cái này nè. Cái này cho tới cái này là cũng 5 sen. Thất của nó là như vậy. Để em đo từ trên này dài xuống đây ở 12. Rồi mã số 14 nha các anh chị, 230.000. Tiếp theo là mã 15 là một cái đục trắng. Đục này các anh chị mình nhìn đây này, đó. Đục ha. Made in Japan của đó, hình thức của nó là đục như vậy nha, của Mokuba nha các chị, Japan. Thì cây này á, chiều dài của nó này, chiều dài của nó là 20 nha các chị, còn cái bản rộng này là 19 cm nha, bản rộng này là 9 cm nha các chị. Đó, bột này mới chưa có sử dụng, còn keo bảo vệ như vậy luôn. Rồi mã 15 130 nha các chị, mã 15 130. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 là cái bộ thụy sĩ này nha các anh chị. Cái bộ này là bộ của thụy sĩ nè. Cái bộ này hình thức của nó đây. Đây.
Này, cái này như vậy nha các anh chị, Victor Inox của New Zealand nha. Thì cái này còn đẹp lắm nha các anh chị, lưỡi đồ còn ngon lành luôn này. Nó có gồm có là một cái này, cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này. Đó, bốn cái như vậy nha các chị. Cái hình thức của nó là chi tiết, là bốn chi tiết. Hoạt động được ok hết của Victor Inox vừa mini Victor. Rồi mã số 16 nha các chị, 170.000. Tiếp theo là mã 17. Mã 17 là một cái cây vít lắc này nha các chị. Cây vít lắc này của Annette. Thì cây này lắc này, lắc qua lắc lại này. Ở chính giữa là một cây vít bình thường nha các chị. Chính giữa là một cây vít bình thường. Thì cây này mũi đa năng này, mũi của nó là một B123 luôn nha các chị, và trừ 6 này, mũi còn ngon lành luôn. B123 và trừ 6 thì cái hình thức của nó ngon nha các chị. Còn đẹp nè. Đó. Anh nét Japan hoạt động ok. Mã 17 100 nha. Chiều dài của nó là 10 sang, mã 17 100. Tiếp theo là mã 18. Mã 18 là một cái cây này của Sun Black nha các chị. Japan. Cây này là chiều dài của nó là 9 sang nha các chị. Cây này mũi của nó là B2 và trừ 6. Mũi còn mới tinh luôn. Đó, B2 và trừ 5.5 chứ. Trừ 5.5 nha các chị. Mũi còn mới tinh luôn. Đẹp. Cây này hoạt động được ok. Chiều dài của nó là 9 sang. Đó. Hoạt động ngon lành hết á. Chính giữa là cây vít bình thường. Rồi mã 18 100 nha các chị. Tiếp theo là mã 19 là một cái lắc léo này. Lắc léo này là nó hơi chắp xi nha các chị. Lắc léo này chắp xi nè. Đó, hình thức của nó này. Hơi chắp xi nhưng mà cái lắc léo này cũng cái đầu bi cũng còn ok nha các chị. Lắc léo này là của Tone. Đó, đầu bi đồ ngon lành. Hơi chắp xi, cái này thì cũng hơi xấu xấu rồi nha các chị, không còn đẹp. Rồi mã số 19 nha các chị, 70.000. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 là một cái cây này. Cây này thì vừa xe 14 nha các chị. Vừa xe 14. Đầu của nó còn mới tinh luôn ha. Đầu này chân 6.35 ly. Ra là 14. Chiều dài của nó là 9 sen nha các chị. 14 mi chiều dài 9 sen. Rồi mã 20 100. Tiếp theo là mã 21. Là một cái đầu trượt này. Cái này là đầu trượt nha các chị. Đầu trượt. Đầu trượt này là cái chân này là 6.35 ly, ra mũi là 6.35 ly. Mũi của Mitsubishi á. Cái này nha các chị, thì cái đầu của nó là BH2. Mũi là mũi của Mitsubishi. Chiều dài của nó là 10 sen nha. Chiều dài 10 sen nha các chị. Đó, BH2, mũi BH2. Cái này đầu trượt nha các chị. Này đầu trượt này. Mã 21, 170.000. Tiếp theo là mã 22 nha các chị. 22 là cái cây này. Cái mũi này là mũi doa nha các chị. Mũi khoan, mũi doa. Thì phi 16 nha. Thì khi lúc mà nó mình xài rộng nhất là phi 16 nha các chị, mũi doa này. Chiều dài của nó là 7 sen. Chiều dài 7 sen nha các chị, mã 22. 120.000. Tiếp theo là mã 23 nha các chị. Mã 23 là cái mũi khoan tháp này, thì người ta có ghi cái chữ như vậy nha. Nó là 9.5, 12.7, 15.9 và 19.1. Đó. Hình thức của nó này, mũi khoan tháp á. Chiều dài của nó là 7 sen nha các chị, chiều dài 7 sen. Cái đầu chân của nó này thì hơi taxi ha. Rồi mã 23, 120.000. Tiếp theo là mã 24.
Mã 24 là em có cái bộ mũi khoan này nha các anh chị. Cái bộ mũi khoan này là nó gồm có 7 mũi đây nha các anh chị. 7 mũi này là của Nachi, 7 ly chưa có sử dụng ha. Đó, hàng ngày chưa sử dụng do hàng bãi đi về nó dưa lắm thôi chứ chưa sử dụng. Các anh chị mình thấy không? Nachi 2 4 6 7 ly. À quên, 7 cây 7 ly. Và có hai cây này 6 ly nha các anh chị. Hai cây này Nachi cũng 6 ly. Và một cái cây này là mũi mũi thép gió cũng có logo nội địa Nhật nha các anh chị. Chứ không có hiệu. Rồi thì 2 4 6 8 9 mũi như vậy nha. 9 mũi là mã 24 170.000. Tiếp theo là mã 25. Mã 25 cuộn chì này nha các chị. Cuộn chì này cái cuộn cái cọng chì của nó này lớn lắm nha. Khoảng 3 ly nha các chị. 3 ly, khoảng 3 ly. Đó, hình thức của nó đây. Chữ nghĩa như vậy. Chì này khoảng 3 ly nha các anh chị. Đó. Còn cái cuộn này là nó nặng luôn luôn cái lô này là 3 lạng nha các chị. Nặng luôn lô là 3 lạng. Rồi mã 25 150.000. Tiếp theo là mã 26. Mã 26 là em có một cái mỏ lết này, mỏ lết này nhỏ mini của Mỹ nha các chị. Đó, Made in USA này. Thì cái mỏ lết này các anh chị mình về mình mở đồ nhỏ rồi mình siêu tầm rồi nha các anh chị, chứ còn nó nhỏ xíu à. Cái này chiều dài của nó là chiều dài của nó luôn cái từ thế này xuống là 12 năm nha các anh chị. Khi các anh chị mình mở cái miệng nó ra này là nó khoảng, nếu các anh chị mình mở để mình xài á thì cái miệng nó rộng cỡ 2 cm nha các anh chị, 2 cm. Cái ngàm được cũng còn ok ha. À, nó hoạt động được ngon lành. Rồi mã 26 100 nha các anh chị. Mã 26 100 cho mỏ lết mini này. Mỏ lết này nhỏ lắm nha, chiều dài cũng 12 cm thôi nha các chị. Mã 26 100. Tiếp theo là mã 27. Mã 27 là một cái cờ lê tớp này nha các chị, số 17. Đây của tớp ha. Tớp chưa sử dụng. Da ben tớp 17 chưa sử dụng nha các chị, phần ngàm được còn đẹp luôn, không có bị gì hết. Mã 27 70.000, chiều dài của nó là 21. Mã 27 70.000. Tiếp theo là mã 28. Là cái cờ lê 13 này nha các chị, cờ lê 13 này. Thì cái miệng của nó còn đẹp nha, cái này còn mới đẹp nha các chị, 13 còn mới tinh nè. À. Cái này chiều dài của nó là 15 nha các chị, 15, mã 28 80.000. Tiếp theo là mã 29. Mã 29 là một cái cây này, cây này 3/4 nha các anh chị. Cây này KTC mà hệ in á, 3/4. Cây này thì mới chưa có sử dụng luôn nha các anh chị, mới chưa sử dụng. Chiều dài của nó là 24 nha các anh chị, 3/4 chiều dài của nó, 24/4 tương đương với 19 nha. Rồi mã số 29 100. Tiếp theo là mã 30 nha các anh chị. 30 là 7/8 KTC. 7/8 tương đương với 22 ta. Rồi cái này hình thức của nó cũng mới chưa có sử dụng nha các anh chị. KTC. Chiều dài của nó là 28 nha các anh chị, chiều dài 28. Rồi mã 30, cái này mới chưa sử dụng luôn á, 120. Tiếp theo là mã 31. Là cờ lê này 10/12 thì cái phần của nó là thẳng như vậy nha các anh chị. Đó, cái mẫu này mẫu khác, còn mẫu này khác nha. Hai cái mẫu này khác nhau nha các anh chị. Đó, một cái thì thẳng hơn và một cái cong hơn. Thì cái này nó có số 12/14 cũng còn mới đẹp lắm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 23. Rồi mã 31 80.000. Tiếp theo là mã 32. 32 là em có cái bộ cờ lê này. Bộ cờ lê này khá đẹp luôn nha. Các anh chị nào mình sưu tầm hay mình làm nghề, mình về mình để mình làm ấy, đẹp lắm. Bộ này là mới tinh luôn á, không có trại sơn tróc xi gì hết. Thì cái bộ này nó gồm có 6 cây, 6 cây như vậy. Thì mình 3 cây nhỏ trước ha. 3 cây nhỏ là như vậy nha các chị. Nó có số là 6, 7, 8, 10. 10/12, 6, 7, 8, 10/12. 14, 17, 17, 19 và 19, 21.
À quên, 1922. Đó hình thức của nó nè. Mới tinh luôn, mới như chưa sử dụng nha các anh chị, không có trài sơn tróc xi gì, có cái cây này nè. Hơi trài trài nhẹ nhẹ chút nè. À, hơi tróc tróc chút thôi, còn ngoài ra đẹp hết nha. Rồi gồm 6 cây như thế này luôn. Em đọc lại số luôn nha. Nó có số 6 7 8 10 10 12 12 14 10 10 12 14 17 17 19 và 19 22. Đó, 6 cây. Mới đẹp luôn. Rồi mã 32 nha các chị, 550. Tiếp theo là mã 33. 33 là có cái KTC này nha các chị. Phiên bản M5 nó có số 11 và 13. Thì 11 13 ít lắm nha các chị, phiên bản M2 KTC. 11 13 rồi mã 33 100. Tiếp theo là mã 34 là cái lúc lắc này nha các chị. Cái lúc lắc này của Mitoloy nó có số 10 và 11 ha. Đây, cái đầu lúc lắc như vậy. À, bẻ qua bẻ lại như vậy ha. Bên này số 10, bên này 12 thì nó cũng có tróc xi nhẹ nhẹ thôi nha. Còn ok á, chiều dài của nó là 18 nha các anh chị. Này của Mitoloy. Đó. Rồi mã 34 100 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 35. Là cái cây này nó có số là NKC. Cái hiệu của nó là NKC như vậy nha các anh chị. Nó có hai đầu là 14. Đó, NKC hai đầu đều 14 hết nha. Thì cái này nó có tự động nha các anh chị. Đó, hoạt động ok nè. Lắc qua lắc lại. À. Nó cũng hơi tráp nhẹ nhẹ thôi nha các anh chị. Nhưng còn đẹp nè. Đầu này là đục lục giác nha. À, hai bên đều 14 hết. Chiều dài của nó là 17. Rồi mã 35 100. Tiếp theo là mã 36. Rồi cái này cũng tự động nha các anh chị, cũng cùng một hiệu NKC này. Nhưng cái này là số nhỏ hơn ha, nó số là đầu. À, hai đầu đều 12 nha các anh chị, hai đầu 12 này. Hoạt động đồ ngon lành hết. Đó. Cái này chiều dài của nó là 15 nha các anh chị, chiều dài của nó là 15. Cái hiệu là NKC, rồi mã 36 100. Tiếp theo là mã 37. 37 là một cái đầu vòng này nha các anh chị. Cái này là của 12 của KTC này. Cái đầu này là đó, nó hình thức của nó như vậy nha. Hơi trề trài nha các anh chị, hơi trề trài này. Và một cái đầu này 12 tự động và lúc lắc luôn ha. Đó, tự động như vậy và lúc lắc như vậy luôn. Đó, nó có tróc xi nhưng cũng nhẹ nhẹ nha các anh chị. Xài thì mình làm nghề, mình làm ái thì mình xài ok á. Chiều dài của nó là 15. KTC 12. Đó, một đầu này đầu vàng, còn đây là vừa tự động và vừa lúc lắc luôn. Mã 37 100. Tiếp theo là mã 38 là một cái này. Cái này KTC, số của nó là 13 nha các anh chị, số 13 này. KTC phiên bản MS. Thì cái này là nó, cái miệng của nó này hơi le le nhẹ thôi nha các chị. Nhưng cái thân nó hơi đen đen do cái phần nhám này dưa á. Chứ còn hoạt động đồ ngon lành hết nha. Còn cái miệng này thì hơi le le trài trài chút đỉnh. Số 13 nha các, miệng vào 13. Chiều dài của nó là 18, có tự động nha các chị. Đó. Rồi mã 38 100. Tiếp theo là mã 39 nha các anh chị. 39 là một cái này. Cái này là nó có số 14, 17 nha. À, đầu mở rất co nha các anh chị. Cái là đầu này khá là dài luôn nè. Các anh chị mình mở rất co, mình mở ốc lục giác 14, 17 được nha. KTC thì cái thân hình của nó hơi trài trài, chứ mà cái miệng được cũng còn ok á. Nó trài thôi chứ cái này dài dặn chắc chắn lắm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 16. Mã 39, 100. Tiếp theo là mã 40. 40 là cái lúc lắc số 10 của Sankey. Một đầu miệng và một đầu lúc lắc. Đầu miệng và đầu lúc lắc như vậy nha. Hình thức của nó còn đẹp nha các anh chị. Số 10. Cà phê đây. Chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Số 10 Sankey còn đẹp. Rồi mã 40, 100. Tiếp theo là mã 41 là một cái cây tớp này nha các anh chị. Tớp lúc lắc 11 còn mới tinh nè. À, còn mới trắng sáng ha. Thì chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Tớp 20, chiều dài 20. Đầu lúc lắc số 11 ha. Rồi mã 41 100. Tiếp theo là mã 42 là cái này cũng tớp lúc lắc luôn.
một đầu miệng và một đầu vòng cũng còn mới đẹp nha các anh chị, nó có cài xê chút xíu à. Cái này thì chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, và mã 42 100 luôn. Tiếp theo là mã 43, là một cái đầu này, cái cây này là nó có cái cây này như vậy nha các anh chị, của Mitterloy, khẩu của nó là 1/2, thì khi các anh chị mình dùng á, cái đầu này là nó có đầu âm nha các anh chị, đó, nó về thì nó có luôn cái cục này luôn đó, thì cục này 1/2, còn ra cái này là 17 nha các anh chị, 17. Thì em không biết nó cái cục này để mình xài như thế nào, em không có rành nha. Cái cục này là vô 1/2 thì mình gắn vô đây được nè, cái đầu này là đầu âm á. Mitterloy logo nội địa Nhật, cái này chiều dài của nó là 25. Cái cặn này còn mới lắm nha, khi các chị mình gắn vô đây đó, đầu này mình gắn vô đây được á thì hoạt động ok ha. Đây, hoạt động ngon lành luôn. Rồi cái này còn mới tinh luôn, cái đầu này cũng còn đẹp lắm, đầu này ra cái số này 17 này. Rồi mã 43 nha các chị, 250.000. Tiếp theo là mã 44. Mã 44 là cái lốc lắc này nha các chị. Lốc lắc này của Koken á, logo nội địa Nhật. Koken thì lốc lắc này là 1/2 nha các chị. Lốc lắc này cũng còn khá đẹp. Tí bưng cái ly cà phê lên điện chó nó. Này, lốc lắc như vậy nha các chị. Khúc lốc lắc này cũng còn đẹp lắm, hơi chài chài xưa xưa à. Cái này thì hình thức của nó là chiều dài là 38 nha các anh chị, chiều dài của nó 38. Phần nhám nó cũng hơi trài chứ cây này còn ngon lành lắm. Rồi mã số 44, 180.000. Tiếp theo là mã 45, là cái tay nối dài này của KTC nha các anh chị. Đó. 300 Japan. KTC chiều dài của nó tới 300 lận nha các anh chị, còn mới tinh. Cái đầu này có lắc léo nhẹ nè. Đầu bi 3/8. Rồi mã số 45, 120. Cây này chiều dài của nó tới 30, nối dài. Tiếp theo là mã 46 nha các anh chị. Mã 46 là cái tay này nối dài luôn. Tay này của KTC, phiên bản này. KTC này nha các anh chị, khẩu của nó là 3/8. Đó, đầu bi rồi còn đẹp, cây này cũng mới tinh luôn á. Chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Chiều dài 27. KTC. Rồi mã số 46 nha các anh chị, 150.000, 130 thôi nha các anh chị. Một trăm ba mươi nghìn, mã 46, 130 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 47. 47 là tay nới ngắn này của KTC, cũng 3/8 nha các anh chị. 3/8, chiều dài của nó là 15 sen. Đầu bi được còn mới tinh luôn. Rồi mã 47, 50.000. Chiều dài 15 sen, 3/8. Tiếp theo là mã 48, là một cái đầu, cái cây này. Cây này cây lốc lắc nha các anh chị, cái lốc lắc của NKC vậy nè. Cái này là nó có số 8 nha, đầu này là đầu 8 ly nha các anh chị, lục giác. Đây mình lắc này, cái này lắc lẻ luôn nha các anh chị. Lắc lẻ 8 ly, chiều dài của nó là 20-28. Cái đầu bên này nó có cái lục giác như vậy nè, cái cắn này cắn gỗ ha, của NKC. Rồi mã 48, 150.000. Tiếp theo là mã 49, là một cái sủi. Cái sủi này của Tajima nha các anh chị, Made in Japan. Thì cái sủi này, cái phần rộng này là để mình gắn lưỡi sủi là 10 sen nha các anh chị. Còn khi các anh chị mình mở ra này nè, thì mình sẽ để cái lưỡi sủi vô đây, cắn rồi còn đẹp. Cây này chiều dài của nó là 30, đầu rồi còn đẹp hết nha. Rồi mã 49, 180.000. Tiếp theo là mã 50, là một cái cây tớp này bằng nhựa nha các anh chị. Cây này tớp bằng nhựa này. Chiều dài của nó là 250mm, lắc tích nhựa nha. Thì cây này chiều dài 250mm, khi các anh chị mình quay hết ra là miệng mở rộng của nó là 6 sen nha các anh chị. Còn khi mình quay hết vô thì cái miệng của nó không có vô hết nha. Đây, cái phần ngầm như vậy, hơi trài chút. Nhưng mà không có le nha các anh chị, người ta có sử dụng rồi. Đây em quay vô thì quay vô hết thì nó sẽ tới như vậy, nó không có vô hết nha. Cái loại này nó như vậy, nó tới đây là hết cỡ nha các anh chị. Rồi mã số 50 nha các anh chị, 170.000.
Tiếp theo là mã 51, lại có cái bộ khẩu này. Bộ khẩu này là của KTC, tất cả của KTC, bộ này còn đẹp nha các anh chị. Bộ này nó gồm có những số như vậy nè. Đây em quay này, tại em bỏ nó lộn xộn á. Số 8 nha các anh chị, KTC này. Để em mở ra em qua thử coi. Để nó văng tùm lum á, tới chừng mình tìm cũng cực. Đây em qua cho các anh chị mình xem luôn ha. Bộ này thẩu ở đó này. Tám, mười và mười, mười một, mười hai nha các anh chị. Tám, mười, mười một, mười hai. Thì nó có bốn cục như vậy này. Đầu đồ đẹp nha. Đầu đồ còn ngon lành. Bốn cục này là đầu lục giác. Tám, mười, mười một, mười hai. Tiếp theo là ba cục này nha các anh chị, 13, 14 và 17. 13 và 14 và 10 17, 18. 13, 14, 17, 18 nha các anh chị. Hả? Thì đầu đồ cũng còn ngon lành hết này. Đó, đầu bông. Số lớn này đầu bông nha các anh chị. Đầu lục giác rồi đẹp luôn. Rồi tiếp theo là nó có số là 20. 19, 21, 19, 22 và 23. 19, 22, 23 nha các anh chị. Bộ này còn khá đẹp á. Rồi tiếp theo là 20, 25 và 20, 24, 25 và 27. Ở 24, 25 và 30 nha các anh chị. 24, 25 và 30. Đó. Bộ này là mã 51 nha các anh chị. 480.000 gồm có là 3 cục này, 6, 9, 14 cục nha các anh chị. 14 cục, cái này số mấy đây? 14 cục tất cả của KTC. Bộ này mã 51, 480.000. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị buổi chiều vui vẻ ạ.